Cái môn lễ Phật này vì để ý. Ví dụ như lúc trước những đức khi sắp xếp nhiều công việc, vì để ý những đức lên tu giống như con mắt những đức nó giáo giác, quý vị để ý nha. Giáo giác biết sao, diện mắt giáo giác để nó coi việc này việc kia sắp xếp đó. Lên tu thờ nó không kết quả, vì mình đặt cái công việc vô tâm nhiều quá. Lên tu cứ mắt giáo giác nhìn đầu này nhìn đầu kia biết gì không. Đại Quan Âm cũng nhìn á, nhìn coi này kia để nữa để điều chỉnh sắp xếp lại. Mà lên tu lên Đại Quan Âm á nha, lên lên lễ Phật cũng vậy, mắt giáo giác xuống. Ừ. Khi chia sẻ Phật pháp á, thiện mắt cũng giáo giác, giáo giác coi người này này tướng kia tướng nọ để chia sẻ sao cho phù hợp. Nó thấy chưa, từ nơi đó mà nó theo cảnh động mà nó động luôn. Nên khi lên tu thờ nó không có kết quả, lễ Phật thì nó vội vàng vì để ý á. Còn khi mà mình mà bớt công việc trong tâm bớt đi, lên lễ Phật nó an định, lễ chậm, lễ nhẹ. Lúc lễ giống như bị đang mệt mỏi, nhưng mà thật sự nó không mệt mỏi. Nó nhẹ rồi nó chậm rồi, nên nó nghe được câu Phật hiểu. Nó nhẹ, nó chậm, dịu tâm lại, nghe câu Phật hiểu. Nên từ nơi đó mà khi tu một thờ, nó an lạc, nó thoải mái dữ lắm. Thật sự, rất an lạc, rất thoải mái. Thí dụ như bây giờ một đứa nít đi, nó cái duyên nó chưa có dày với tịnh độ đi. Mình cũng kêu lên nó tu, vì cha mẹ khi lên tu, nhưng mà nó lên nó tu nhưng tâm nó chưa cảm giác được. Thì cái lúc tu đó nó sẽ mong cho mau hết giờ đi, hoặc là nó sẽ ngán ngẩm dữ lắm. Nhưng mà mình tu từ từ mình sẽ cảm giác được. Cảm giác, khi mình cảm giác sâu sắc rồi, lúc đó quý vị tu sẽ đặc biệt dữ lắm, rất là tuyệt vời. Giống như có một cái cô này, cô nhắn cái tin nhắn thấy cũng vui ghê. Nhắn cái tin nhắn của nó, lúc trước khi thầy ở chùa con ngày tu thờ, từ khi thầy ra khỏi chùa tới giờ thấy tội nghiệp, tu theo thầy nên tu năm thờ. Nghe thật sự xúc động ghê vậy. Nói là tu năm thờ để cầu nguyện cho thầy thái qua nạn khỏi. Nó không, thật sự cái tình cảm nó cũng ghê thiệt chứ, chứ không giỡn chứ. Lúc trước ở chùa thầy vui tu thờ, khi thầy ra ngoài thấy thầy khó khăn thầy khổ, tu năm thờ. Thấy chưa, thấy không? Ban đầu thì thật sự mà nói thì nó cũng phát cái tâm cũng vì cái gì đó mà tu, cầu nguyện cái này nọ tùm lum. Nhưng mà nó tu giết rồi nó mới có cái nền. Thật sự quý vị, 15 năm của những đức giống như lót cái nền quý vị. Lót cái nền nó có dài gì đó chứ không phải là ngắn đâu. Không phải là niệm Phật mà nó vô được sự an lạc không đơn giản đâu. Có nhiều người cũng an lạc mà ta chấp an lạc. Khi cái nền nó chắc rồi thì an lạc thì xong rồi thôi, tiếp tục bữa khác mình tu nữa, nó không có chấp. Nó cũng cái bệnh vậy đó. Nên từ nơi đó mà nghe cổ nói một cái mình thấy không? Nên từ nơi đó mà cái duyên với đại chúng á, khi mình tu cái tự nhiên ta tu theo. Ừ. Mà những đức thì ngộ, khi mà bật cái tivi lên những đức kiếm mấy người quen quen coi tu có họ tu hay không, nó lạ vậy đó quý vị. Bây giờ cũng kiếm nữa, kiếm xong rồi những đức tu như kêu bấm lên bấm xuống kiếm hết, mà đa phần quen những kiếm cái. Bữa nay cô nào không tu, mà nhất là cái người nào mà thân mà dạy nhất duyên nha, là những đứa kiếm người đó nhiều, kiếm cho bằng được xong rồi tu. Nó một cái bệnh mình nó rất là kỳ cục quý vị ơi. Nó thật sự mà nó có phàm phu tục tử. Kỳ cục ghê á. À, tu cũng kiếm bạn thân nữa, kiếm cái bạn này có tu không, thấy chưa. Từ nơi đó mà nhất là tu 12 giờ khuya nha, những đứa gặp mà vô đông đông những đứa mừng lắm. Tại vì bạn tu với mình đông, nó không có buồn quý vị. Chứ 12 giờ khuya mà chỉ có mình như đứa tu, chứ như đứa không tu đâu quý vị ơi. Tu không nổi đâu, nó buồn dữ lắm.
Ừ, nên 12 giờ khuya mai tới nữa. Mai 14, tối 14, thấy chưa? Thấy vô tu đông đông mình cũng thấy giống như, thật sự mà nói mình được an ủi vậy. Cố gắng. Thật sự nói hỏi buồn ngủ không? Buồn ngủ chứ. Nhưng mà cố gắng. Thấy người ta vô tu đông mừng, cố gắng. Giống như 9 giờ. 9 giờ này nè. Vô tu thế này là tu hơn 500 người, tự nhiên mọi bữa đâu có đâu. Thấy tắt, thấy bắt điều niệm Phật có 3-4 người leo que ngồi niệm Phật thôi chứ làm gì có 500 người. Vậy đó mà nhà Đức vô lễ Phật 9 giờ thì được 500 người. Thấy không? Nó tạo thành một cái sự an ủi cho cái sự phát tâm của mình. Phàm phu mấy vị, người ta thì căn cơ cao thì ta tu, người ta có cố gắng tu. Còn mình thì tự nhiên nó phải giống kéo một nhóm theo, phái tu theo đồng. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà con người mình nó phàm phu, nên cái gì nó cũng có cái ngã, chứ đâu phải như Bồ Tát mà vô ngã vị tha đó quý vị. Đa phần mình có cái ngã chấp nặng nề. Có lần những đứa gặp một cái vị này tu nhiều năm lắm, cũng làm việc trong giáo hội. Vị này khi những đứa vô đó, những đứa gặp vị này, gặp những đứa nói một câu vậy: công nhận tôi khen cái Phật tử mà ông hướng dẫn nghe. Khi ông mà cái này cái kia bị này nọ mà họ không có lên, họ chửi bới tầm bậy tầm bạ. Ờ mình nghe người ta nói một câu mình an ủi ghê quý vị. Trong lòng mình thấy sung sướng, vui ghê, thật sự luôn. Nên những đức mong rằng những người mà biết những đức đừng có thấy những đức thiệt thòi. Hoặc thấy ai làm được cái trong lòng mình nó sanh cái tâm phàm phu mình tức. Hồi xưa ông thầy của tôi cũng làm mà ông cực. Bây giờ quên ông mất tiêu, bây giờ nhảy lên làm nói người ta. Những đứa không chịu gì đâu. Nó thật sự. Con người ai cũng có cái duyên. Giống như trên một đoạn đường, đâu phải đoạn đường nào cũng bằng hoài đâu. Nên đoạn đường mình qua đi phải đoạn đường khác chấp nối chứ. Giống như che già măng mọc, mà che chưa già măng mọc cũng được. Cái đó cũng là sinh phước, sinh duyên. Thấy không? Nó là tốt. Nên những đức mong rằng những người mà những đức hướng dẫn thường nói tin sâu nhân quả, thấy ai mà làm việc gì thiện, việc gì tốt, thật sự ủng hộ người ta, nghe không? Đừng có soi bói người ta làm chi, đừng có nói người ta. Như một con người tâm yếu đi, người ta vừa phát tâm làm việc tốt thôi, mình chê trách người ta bỏ việc tốt nó nghỉ làm. Xã hội mà được người làm việc tốt mừng, mình phải bồi dưỡng. Người xưa người ta khéo bồi dưỡng nhân tài, người có tài năng là người ta bồi dưỡng quý vị. Nên tài năng nhiều, thấy không? Người ta bồi dưỡng tài năng để cống hiến cho xã hội đất nước tốt đó. Nên từ nơi đó mà thí dụ như những đức không còn trong chùa làm việc nữa, anh em người ta làm tuyệt đối mình không có, đừng có bao giờ vô bình luận la nói người ta. Nói người ta buồn, người ta nghĩ làm sao, thấy không? Đó, mình không tán thán được thì mình nam mô với Đạo Phật, có ai với Đạo Phật thôi. Mình không có tạo cái khẩu nghiệp, không có tạo cái ác tâm, không? Đó là những người như Đức thích lắm, thật sự. Giống như người ta tu nhiều năm, mà ta làm việc giáo hội, mà ta gặp như Đức, người ta khen quý Phật tử á. Khen Phật tử của ông hướng dẫn. Khi ông gặp sự cố, người ta không có vô, người ta chửi tầm bậy tầm bạ. Đó, đó là điều như Đức cảm thấy nở lỗ mũi. Mừng á chứ không phải giỡn đó quý vị. Nên những đức mong rằng những người mà nghe qua công đoạn này, những đức mong quý vị nên như vậy đó. Mình là người niệm Phật, mình muốn sanh cực lạc quý vị, mình đâu có thiệt thòi đâu, thấy không? Với nhân quả ai tự chịu chứ. Mình thương thì mình cho cơm ăn áo bặn, chứ mình để treo nhân quả người ta làm chi, thấy không? Nó thật sự mà nói trong lòng những đức này, mình muốn trả nợ thế gian cho nó xong phước cho rồi, muốn về cực lạc quý vị, thấy không? Mình về cực lạc đâu có thiệt thòi đâu. Nên câu này nói cũng như là nói chung đi, chúng ta ai cũng như vậy đi quý vị. Cái nghiệp duyên gì chúng ta cũng vui trả phước cho rồi đi. Vui trả nó mới là đặc biệt. Mà muốn vui trả là phải niệm Phật, phải lễ Phật nghe. Quý vị biết á,
Cái ngã con người mình, mỗi người nó lớn lắm. Mà con người khi nó đạt cái danh lợi là nó ngã lớn lắm. Tào Tháo có nói một câu nói hay, câu này nhận thức nè: người lãnh đạo không bao giờ chấp nhận chịu lỗi, thà sửa đổi chứ không chấp nhận lỗi. Nó câu thế gian Tào Tháo nói ghê chưa. Nó, còn người tu hành mình càng cao mình mới càng thấy mình lỗi, mà phải nhận thức đúng làm sao mà nó phù hợp hoàn cảnh. Cư sĩ cũng vậy, phù hợp hoàn cảnh thì mình tôi sai. Nó phù hợp hoàn cảnh. Người tu hành mình thì tu càng lâu thì thấy mình còn sai. Cứ thấy mình vậy là tự nhiên mình sẽ hạ cái ngã. Nếu không thì nó không hạ cái ngã mà nó tăng cái ngã mới chết đấy chứ. Thấy không? Cái này nguy hiểm nè. Đó, quý vị biết rằng mà khi những đức bây giờ mình lâu lâu những đức bấm lên những cái pháp hội mình, những đức coi, trời ơi, coi những pháp hội mình thấy mê ghê quý vị. Cái ngã ghê chưa. Coi những pháp hội Phật tử lâu lâu coi lại thấy kinh chưa. Con người bước lên cái đà danh lợi ghê chưa. Nó nên ngộ đạt quốc sư mà ngày ngồi lên cái ghế trầm hương mà vua ban cho mà ông sanh cái ngã tâm một chút thôi, đổ nghiệp liền. Mà tu bao nhiêu đời thì ghê chưa, sanh cái ngã tâm mà bị vậy đó. Không chi quý vị biết những đức á, là như hạt cát nằm dưới sa mạc, làm đường chút việc rồi là hô hà, lên nói chuyện thì ngông ngông nghênh nghênh, nói sùm la sùm lên chứ. Thấy không, quý vị coi lại đi, phải không? Nó ngồi trước công chúng nói cười hả hê, rồi cũng không có cái tâm xấu ác gì bao nhiêu, nhưng mà cái hình tướng bên ngoài thiếu duyên thiếu phước. Nên từ nơi đó mà cường ngạo nghễ người khác nên mới bị nạn. Thấy rõ ràng chưa? Rồi nói tùy tiện rồi mới bị gặp sự cố. Thấy chưa? Mà cái này nó sanh ra từ đâu? Phải để ý nè. Nó sanh ra từ nơi cái mà được người ta, giống như người ta tăng bốc, người ta tán thán, người ta tung hô. Rồi tự nhiên nó sanh ngã tâm. Cái tâm ngã mạn lớn quá. Lúc đó xem chờ bằng dung có ai ra gì. Tôi tổ chức pháp hội mấy chục ngàn con người gặp tôi chắp tay ào ào. Thì ghê chưa bí bì. Đó, thấy chưa? Nên bây giờ mình lễ Phật mình mới nhìn ra được chỗ này chứ hồi đó đố mà nói cái mức này. Có nói cũng nói chưa phải phát tâm, nói xạo. Mà cũng nói được là cũng may mắn thay có ngày hôm nay. Chứ nếu ngày xưa mà không nói mình sai chút đỉnh ấy, bây giờ không chịu đâu, lặng luôn rồi. Thấy không? Nhưng những đức thì cũng được có cái là cũng dám nói mình sai. Nên bây giờ mới có ngày hôm nay mà lễ Phật nó mới sanh tâm thiệt. Vì coi cái pháp hội mình tổ chức mấy chục ngàn người đi coi phải không? Nhưng mà khi những đức nói chuyện bị để ý đi. Thấy không? Cái cách nói chuyện của mình cũng nhiều người quý thương nhưng mà nhiều người sẽ không đồng tình với mình. Tại vì cái ngã tâm những đức sanh ra. Cái ngã tâm là nghĩ mình ta đây quý vị. Hiểu chưa? Nó nên những đức ví dụ một câu chuyện này nè, bị để ý nè. Thí dụ như chúng ta muốn lật mặt một người nào đó, mình phải xem lại có cần không, nhá, có cần không. Thí dụ như người đó sức ảnh hưởng quá lớn mà việc làm của họ cũng không có hại gì ai bao nhiêu, dù nhiều người theo họ nhưng không có hại, mình có cần phải giải quyết người đó. Đó. Còn nếu như cái người đó mà người ta theo quá đông mà người đó hại người ta, nhất định mình phải ra mặt. Mình có khả năng mình phải xử lý. Tại vì hại quá nhiều người. Còn nếu như mà cái người có sức ảnh hưởng thiệt là lớn nhưng họ im đi một chỗ nào thôi, mà mình nhìn cái sự ảnh hưởng của họ cũng không tác hại gì ai bao nhiêu, thì tuyệt đối đừng có đụng vô. Vì mình đụng vô không khéo mình hại mình. Hại mình. Bản thân những đức hồi xưa nè quý vị, lên cái đà danh lợi nè, quý vị biết rằng những đức sẽ không có trừ ai đâu quý vị. Giống như mình là con người nói thẳng là hay á. Cho mình nói thẳng là hay. Rồi nói thẳng, nói quyết đoán, rồi gan dạ. Ta đây là quân tử. Không phải đâu quý vị ơi. Không phải đâu. Nên rõ ràng cái người về sau thành công đa phần người phải có nạn.
Khi có nạn rồi giống như lúa mà nó chín nó cúi đầu quý vị. Còn nó không gặp nạn mà nó cứ cứ là cái mà danh lợi rồi được tăng bốc là nó cái ngã mạn ghê lắm. Mà cái ngã mạn là hại mình quý vị ơi. Nhà Đức thấy rõ ràng, nhà Đức hại nhà Đức, chứ không ai hại nhà Đức. Là chính bản thân nhà Đức hại nhà Đức. Khi nhà Đức coi những cái pháp hội nhà Đức tổ chức, nhà Đức nói tại mày thôi. Phải chi bản thân mày mà mày hạ mình chút thì mày đâu đến nổi mà bị gì. Là tại mình, thấy chưa? Dù biết rằng mày cũng có tâm làm việc tốt vì người ta, nhưng mà tại mày. Tại mày cho rằng việc tốt đó mày làm mày hơn thiên hạ, mày hơn mọi người, nên mày kiêu ngạo ngã mạn nên mày mới xảy ra vấn đề ngày hôm nay. Nên những Đức mong rằng những cái đoạn nói chuyện này nè, là những con người thành đạt, thấy không? Những con người có ảnh hưởng tiếng tâm lớn lao, hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Chúng ta có một cái tính của phàm phu, đó là đã lỡ nói rồi là phải làm. Nhưng cẩn thận quý vị. Thật sự mà nói, tại sao ngày xưa ông vua mà ông có quân sư quý vị? Vì quân sư ta cản ngăn những việc ông vua quyết định mà bằng cái tính khí nóng giận và lỡ lời nói của ông. Nên quân sư mới vạch ra rằng vua hãy cẩn thận, lỡ nói rồi nhưng điều đó tác hại người lớn quá, thôi vua nên dừng lại đừng làm. Mà ông vua giỏi là ông vua biết lắng nghe quý vị. Ông vua giỏi là ông vua biết lắng nghe. Nên con người những đức là con người nó cũng là lên cái đà danh vọng là có tiếng tâm lớn này quý vị. Quý vị thấy cái hội những đức chưa? Nhưng mà do cái tâm kiêu ngạo những đức. Thật sự mà nói, có những người khuyên những đức không bao giờ nghe đâu quý vị ơi. Mà khuyên những đức ghét á. Không phải chuyện giỡn nào đó, những đức ghét á. Bây giờ mà khuyên những đức mới thương. Bây giờ hồi đó khuyên bậy bạ là có chừng những đức ghét á. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên cái người mà mình ở bên cạnh, cái người đang danh lợi tiếng tâm lớn, thật sự khuyên họ cũng hết sức cẩn thận. Cũng dám khuyên thẳng nữa. Khuyên thẳng ở đây không nghe mà nó ghét mình sao? Rồi nó đem mình nó đi xử trảm, chết mồ luôn, chết cơ khơ. Thấy chưa? Bây giờ thì quý vị cứ tha hồ quý vị, nói những đức sao cũng được. Tại những đức đâu có còn cái gì nữa đâu mà xạo. Nó ngày xưa nó thật sự mà nói không được đâu. Không dễ nói đó. Bây giờ những đức lễ Phật, những đức mới thấy rằng rõ ràng. Bản thân mình muốn thành công con đường tu là phải hạ cái tâm kiêu ngạo xuống. Nên những đức mong rằng những người có tiếng tâm, đang có tiếng tâm làm những việc lợi ích tốt đẹp được, hãy an phận cố gắng mà làm. Đừng có một cái lúc nông nổi tức giận mà hủy hoại cả cái sự nghiệp của mình. Uổng dữ lắm luôn quý vị à. Rất là uổng luôn chứ không phải giỡn đâu. Chính bản thân những đức bây giờ cảm thấy nè, dù biết rằng tin nhân quả mà thấy uổng á. Uổng gì bao nhiêu chúng sanh, người ta gì người ta lễ Quan Âm, người ta đặc biệt. Phải chi mà lễ đàng hoàng, đừng có cười đồ này kia. Cứ nghĩ rằng là cười vui gì để cho người ta khỏe, người ta lễ. Cũng chỉ nghĩ gì người ta. Nhưng bây giờ mà nghiêm túc mà tu rồi mới thấy, thì ra tu nghiêm túc nó còn khỏe hơn mình cười, mình vui nữa. Thì cười vui nó vẫn là vọng tưởng quý vị. Còn lúc nào cười vui thì ra cười vui. Còn lên tu thì ra tu cho đàng hoàng. Nó bây giờ mới thấy ra nè. Thấy chưa? Chứ hồi xưa mà người ta nói mình nói mấy ông ngon vô lại đi. Nó mình nói người ta lại, thấy chưa? Nên mình mới gặp nạn. Cái này là do mình, bản thân mình không có chịu lắng nghe. Nên những đức mong rằng những điều những đức chia sẻ đây, hàng Phật tử, những người đủ duyên, chúng ta biết nhau, chúng ta nên xem lại cái sự tu của mình, cái ngã mình có hạ bớt hay không. Dù những người thành đạt cỡ nào, những thật những đức tôi nói thiệt chứ, tôi cũng hướng dẫn Phật tử đông, tôi cũng thành đạt được cái mà cái danh tiếng chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Nhưng mà do cái ngã mạn mà tôi bị thất bại đó. Nó nên những cái người mà tiếng tâm có danh tiếng lớn lao, cẩn thận cái ngã của mình ghê lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó nên mình mà không khéo là nguy hiểm dữ lắm. Nó giống như quý vị biết những đức mà, ví dụ như hồi lúc trước mà nó có một vị mà những đức nói một cái thôi mà cười một cái thôi, mà quý vị thấy chưa? Đáng sợ chưa? Đó là cả cảnh giác cả cuộc đời của mình. Đó, còn một câu quen của miền quê thôi quý vị. Quen của miền quê mà những đức lỡ lờ một cái thôi. Thấy kinh chưa? Bởi vì nó không đơn giản quý vị ơi. Ta nói ăn bậy chứ nói bậy là không đơn giản đâu quý vị. Ăn bậy mà có khi nó còn bị chọt bụng thì xong rồi thôi. Nhưng mà nói bậy tác hại tới người khác là ghê lắm. Hết sức là cẩn thận. Nó thật sự cái người mà đứng trước công chúng nó thật sự nguy hiểm. Nó còn dao hai lưỡi không đơn giản đâu. Đó nên cái tâm kiêu ngạo là nguy hiểm. Những đức chính bản thân những đức này, người cũng kiêu ngạo nè. Thật sự bây giờ sạch nhách, sạch sẽ luôn, không còn cái gì nữa chứ.
lúc đó bây giờ tu chịu tu nữa, mà may thay là chịu tu đó nghe quý vị. Những đức te tua mà may mắn như đức còn chịu tu đó, nên mới có được cái tâm này một chút. Nên mình coi gặp Phật pháp của Phong Niệm Phật này hay, khi mình gặp sự cố gì mình quay đầu là mình tu. Nhưng mà thôi, những đức cũng nói những điều này để những người cái đà danh vọng thôi đứng lại và nên xem lại, rồi lỡ nói gì thì thôi dừng lại, đừng có làm liền. Tại vì mình thường bị cái bệnh là mình kiêu ngạo, là bị cái bệnh này nè, lỡ nói rồi tôi phải làm cho bằng được, tôi làm cho tớ luôn thì nói mà không làm quê lắm nó, cái đó là cái nguy hiểm á. Cái không có ai giật dây dụi được mình là ghê lắm. Nên những đức nói rằng quý vị ơi, chúng ta phải lắng nghe ha. Nên mọi người mình phải lắng nghe cái lời nói người khác, gom lại nhiều câu rồi chúng ta chọn ra một ý kiến hay nhất để thành công. Nên tu tập xong có những đoạn này chia sẻ, quý vị nên để ý nghe. Tâm kiêu ngạo là nguy hiểm lắm, phá sạch duyên phước của chính mình. Thôi chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc với A Di Đà Phật.